chứ. Đánh lộn. Ê, chuyện người ta xen vô chi vậy? Giờ sao? Một là đánh, hai là bị đánh. Đánh lộn với lộn nghề của em à. Dứt. Em Vân hay Quỳnh nha. Lên xe. Chạy đâu anh? Cứ đi đi rồi sẽ tới. Sẽ tới với anh luôn. Ủa anh, có kêu xe của Thương cho tụi nó không? Mày rảnh hả? Lên. Không chết luôn có số. Phục quỷ lên cho trời. Anh biết đâu? Đám người này đám nào vậy? Tụi nó tự kiếm chuyện rồi đánh nhau trên đất quan nghĩa đường, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh. Và ông lớn không muốn như vậy. Coi như mày vừa thay trời hành đạo, làm tốt lắm cô. Em cảm ơn anh Mi Long. Làm giang hồ không phải cứ sử dụng nắm đấm là được đâu, mà còn phải biết học cách lấy nhu thắng cương nữa. Là sao anh? Là bây giờ đi về ngủ, sáng mai ta sẽ chở mày tới một nơi, rồi từ từ mày biết. Đâu vậy? Seoul Spa, nơi chăm sóc làm đẹp hàng đầu Việt Nam. Thôi về anh ơi. Làm gì vậy? Trời ơi, em giang hồ mà anh dắt em tới chỗ làm đẹp điền chi. Thôi anh, em nói bụng quá. Qua vô chính làm hai tô tiêu vậy. Mày bớt lanh chanh lóc chóc giùm tao được không? Biết mày là giang hồ rồi, nhưng phải chú trọng vẻ bề ngoài chứ. Phải biết làm đẹp, chăm sóc da. Mày nhìn cái mặt mày kìa, ai cũng nói mày già hơn tao hết á. Rồi mày không định lấy vợ sinh con hay gì? Ừ? Cái mặt mày vậy ai thèm lấy mày? Không lấy thì thôi. Không lấy em á thì em lấy anh. Ui. Ui. Anh đi đâu? Ê, giờ này ổn không? Dạ ổn anh. Từ ngày anh cho em vô đây làm á, cuộc sống của em ổn áp lắm luôn. Ừ, ổn là tốt rồi. Tưởng không ổn cho nghỉ luôn. Mày muốn nghỉ không? Ủa? Mai mốt có kẹt gì thì nói anh. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, để em dắt xe vô cho. Ui, giữ xe đại ca tôi, cẩn thận nha. Vô. Vô, vô. Anh ơi, xe vô. Chào các quý cô. Gì vậy? Ngon quá. Đương nhiên rồi. Phong cách hiện đại, nội thất đẳng cấp tiện nghi, tiêu chuẩn quốc tế với 45 chi nhánh trải dài khắp đất nước. Ghê vậy? Ghê lắm á. Ê, mà tao dặn mày, không được đánh lộn đánh lạo ở đây. Bể đồ là mày bể đầu à. Hoài luôn. Vô. Bye bye, bye. Ngủ hả mày? Cái gì vậy trời, em đánh phới mà. Tao cho mày lên đây để trải nghiệm học hỏi chứ không phải lên đây để hưởng thụ nghe không? Trời ơi, đi về đi ông ơi. Tao đánh phới mà, phơi xong người ta không được vậy. Coi chừng tao á. Mệt quá, sao về được đây? Chết. Sao? Cảm giác sao nói nghe rồi. Cảm giác đã lắm anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời em có cảm giác đã vậy luôn á. Em muốn mất tay cả ngày luôn. Nói cho mày biết, đây là spa mà anh Đại Kê mở cho công chúa. Mà công chúa bận việc bên quán bar quá,
nên tao muốn mày quản lý cái spa này. Cái gì ba? No, là spa. Ý em nói là cái gì ba? Gọi là spa. Anh thấy hơi ngay rồi đó. Ý em nói là cái gì vậy ba? Chứ không phải là sun spa. Are you okay? Wow. Ok, mày không cần phải nói nhiều nữa. Tao thấy mày đủ thần thái rồi đó. Việc của mày bây giờ là phải kéo khách về cho spa. What? Mày what một cái nữa là vô mặt mày liền. Em nói anh á, bây giờ anh kêu em kéo băng kéo rãng đi, quýnh lộn chứ giờ anh kêu em kéo khách đi sao kéo? Tao không cần biết. Một là kéo khách về cho spa. Hai là đi xuất khẩu lao động. Hết chuyện. Vụ này là sao đây? Em không làm cho anh thất vọng đúng không? Mà mày làm bằng cách nào? Mày đừng nói tao là mày đe dọa người ta, ép người ta tới đây nha. Bậy rồi. Không phải là anh dạy em lấy Nhu Thắng Cương sao? Như hai giọt nước. Bi Long, Bi Long, Bi Long, Bi Long, Bi Long, Bi Long, Bi Long. Mày lấy hình của tao được rồi. Mày ghép cái thân qua vô vậy? Hên xui. Dịp liền đi. Anh chơi vậy là không được nha. Hôm qua anh vừa mới nói với em á là kéo khách vô đây. Hôm nay em kéo khách vô cái anh kia em dẹp. Chơi kỳ cha. Khách tới là gì anh mà gửi đến coi. Rồi ok ok. Có khách là được. Nhưng mà một lần này thôi nha. Tao cấm mày lần sau lấy hình ảnh của tao đem đi quảng cáo nghe chưa. Anh bậy nữa rồi. Làm như anh là ca sĩ diễn viên vậy. Sử dụng hình ảnh. Nè em nói cho anh biết nha. Chú Chính kêu em lấy hình bữa giờ. Có bao giờ em lấy đâu? Gì? Coi như mày cũng thông minh á. Mày mà lấy hình chú Chính là coi như bán nhà luôn. Đi đeo anh không học ít cũng học nhiều chứ. Anh vô việc thôi. Xin mời các quý cô. Cảm ơn. Thằng Bi Long đâu? Bài kiểm tra của mày tới rồi đó. Một nút nhạc. Đó là chị Bèo, vợ của Lão Hổ. Nhớ lời tao dặn. Lấy Nhu Thắng Cương. Anh yên tâm. Anh lên chăm sóc fan girl của anh đi. Bèo, để 18 lo. Tao hỏi một lần nữa, thằng Bi Long đâu? Chào quý khách. Không biết quý khách cần gì ạ? Mày là thằng nào? Quý khách không cần biết tôi là ai, nhưng chúng tôi sẽ phục vụ quý khách với những dịch vụ tốt nhất ở đây. Vậy mày có biết tao là ai không? Tất nhiên là biết rồi. Quý khách chính là Thượng Đế, mà chúng tôi là những người phục vụ cho Thượng Đế. Hay. Để tao xem lát nữa mày còn múa mép được nữa hay không. Thưa Thượng Đế, mong Thượng Đế đến đây làm đẹp, chứ đừng có làm bậy. Xin cảm ơn. Hey! Chị Béo, nếu chị sợ béo, chúng tôi đang có dịch vụ giảm béo Isunit, máy móc hiện đại, đánh tan mỡ thừa, giúp chị lấy lại vòng eo con kiến trong thời gian sớm nhất. Rổ kìa. Không sao. Đã có dịch vụ chì sẹo 5.0, tách đáy sẹo rổ, giúp da phục hồi, làm đẹp vết sẹo. Nám thiệt là hắc ám, noãn hoàng cá tuyết, bao trắng mờ thâm nám, giúp da điều màu trắng mịn,
Vết nám gần biến mất tiêu luôn. Không có căng nè, ở đây chuyên trị mụn. Mỗi dịch vụ có mười mấy bước. Mụn được lấy đi sạch thành xanh, trả lại làn da mịn màng không tì vết. Long thì khỏi lo luôn, được diệt bằng công nghệ tiên tiến, hiệu quả từ liệu trình đầu tiên. Long thưa mỏng dần và mọc chậm, không gây đau rát và kích đứng. Yên tâm. Chị muốn tắm trắng hơn thì chị có nghe tắm trắng phi thiền chưa? Chỉ cần bước vô một cái, bước ra một cái. Wow, ngạc nhiên chưa? Trắng tinh. Dừng lại. Chào chị Béo. Đây là spa của anh Đại Kê. Chị nể mặt anh Đại Kê, đừng đến đây kiếm chuyện tội nghiệp tụi em. Khu vực này đã có spa của lão hổ rồi. Bây giờ đại ca của chúng mày mở spa ở đây á, chả khác nào là phá đám công ăn việc làm của vợ chồng tao à? Chị Béo, chị nói vậy là sai rồi. Cho dù lão hổ hay là anh Đại Kê thì cũng là người của anh Nghĩa Đường. Mà đã là người nhà thì không nên tranh chấp với nhau làm gì. Còn công việc kinh doanh thì phải có cạnh tranh thôi. Đã ra đường chơi là phải chơi đẹp. Nhưng mà mày chơi đâu có đẹp. Mày sử dụng nhan sắc của mày để kéo tất cả khách hàng của tao qua đây. Chơi vậy á, tao không phục. Ê chị Béo, chị nói vậy là sai rồi. Đó là chiến lược kinh doanh của tụi em. Tụi em chỉ suy nghĩ những cách nào tốt nhất để phục vụ khách hàng thôi. Còn việc chị đang qua đây kiếm chuyện với tụi em là chị đang sai đó. Thưa bác. Dạ. Hệ thống camera an ninh của mình vẫn hoạt động tốt chứ hả? Rất tốt. Mày giỏi lắm Bi Long. Không tiện chị. Gì nữa? Đã lên làm quản lý rồi đó. Lên chức quản lý. Ủa mà khoan, anh nhớ là bữa anh vô làm ngày đầu tiên là anh Bi Long nói anh làm quản lý rồi mà. Không có đâu, ở đây anh Bi Long mới là quản lý, còn anh chỉ là thực tập thôi. Trời, ông chơi vậy kỳ trời. Nhưng mà dù sao nên cũng đã lên làm quản lý rồi. Anh hay thiệt đó nha. Em làm ở đây bao lâu như vậy mà còn chưa lên chức được. Anh mới làm có mấy ngày đã được lên chức rồi. Ở đâu ra người vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa. Thả tim nhanh nè. Mấy chuyện đó không có làm khó được anh đâu. Nhưng mày đang làm khó tụi tao đó Thập Bát Ca. Mấy bạn là ai? Đừng có đến đây kiếm chuyện nha. Muốn kiếm chuyện á thì ra nhà sách. Còn ở đây là chỗ kiếm tiền. Còn bây giờ tụi tao là đàn em của lão hổ, đến đây không phải là để kiếm chuyện mà là đến kiếm mày. Đi theo bọn tao. Còn tao là em của anh Bi Long và anh Đại Kê. Mày về nói với lão hổ muốn gặp tao, kêu ổng đi qua đây. Lão hổ là lão đại của An Nghĩa Đường, đến đại ca của mày còn phải nể sợ. Còn mày là cái gì mà dám ra điều kiện? Được, để tao đập luôn cái tiệm của mày. Quên! Mà tao dặn mày, không được đánh lộn đánh lão ở đây. Bể đồ là mày bể đầu. Anh Bi Long ơi, Thập Bát Ca bị bắt rồi.
phong chết luôn có số. Phú quý lên cho trời, trải qua nhiều lần gặp biến cố. Bất công ở trên đời, tao vẫn ung dung tự tại. Dù nói không nên lời, nhưng dần thân chăm cuộc sống. Không biết nên khóc hay nên cười, công lý ngày càng biến chất. Đồng tiền và quyền lực, công bằng ngày càng biến mất. Giữ uy danh và sự thật, mọi người tranh giành miếng đất. Bằng mưu kế và kiến thức, những kẻ thức thời là tranh tân kỳ. Chỉ chờ thăng quan và tiến chức. Hát mặt lực đạo, tao vẫn cô độc chấp nhận đi sửa và lằn ranh. Im lặng là lực bất thành văn. Một khi đã đi thì không được lùi, phải đẩy tiến độ ngày càng nhanh. Quyết tâm trở thành bậc đàn anh. Vượt giao những từ qua cầu lúc mấy thì ép phân tranh trong xã đoàn. Bao năm chờ đợi những cơ duy nhất trước khi hồ sơ kia ngã bàn. Tất cả anh nhìn đủ về phía cái ngai vàng vua vẫn đang ngồi. Và những cái tưởng mình là thợ săn hóa ra lại chính là con mồi. Nhưng chị sơn ta không thể đứng thân đồng mã không được luôn. Nhưng một quy mật cũng đã đi mất đó là sự thật không bị mất. Một khi đã ngã phải đứng dậy vì đời vốn dĩ không được vui. Trong bàn cờ phải dùng lương trí và dùng quyền lực. Kể cả khi phút bao lần bị dồn vào đường cùng không ai cho ta một lối thoát. Lần cuối ta thấy công lý trước mặt quay lưng ta đi một lối khác. Sẽ lập đi theo ta từng bước bắt ta phải chạy cho thật nhanh. Không lại bao lần đi nữa vẫn nhớ cái tên bị lông là bậc gia. Anh Bi Long, anh đi đâu vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Mày cả gan dám xông vào đây mà còn hỏi sao à? Mày gan đấy Bi Long. Chị bắt đàn em của tôi tới để lấy lại người thôi. Không có. Em được mời. Đấy, đàn em của chị Beo qua chỗ của mình quậy quạo vậy ta tưởng bị bắt chứ không phải. Em được mời. Tao nghe nói là tay nghề của thằng Thập Bát xịn lắm mà. Tao muốn mời nó qua trải nghiệm. Ủa? Không được à? Vậy sao chị không qua spa luôn đi? Tao không thích. Anh Mi Long, em nói cho anh biết nha. Không phải là tiệm spa của mình đông khách á là tại vì anh đẹp trai đâu, mà tại vì bàn tay ma thuật của em nữa đó. Chính xác. Ê Thập Bát. Dạ. Chị nghĩ á, mày nghỉ làm bên kia đi. Mà tốt nhất cũng đừng làm đàn em của thằng Bi Long nữa. Về đây làm đàn em cho chị. Lương á, chị trả gấp đôi. Làm chị ba đi. Em quên mình đã từng làm giang hồ. Mày xàm đủ chưa? Đi về. May cho mày á là hôm nay lão hổ không có nhà. Bằng không cái mạng mày khó giữ đấy. Cảm ơn chị Bèo đã nhẹ lời. Thảo Bác, về. Em về đi chị Bèo. Về bữa nó qua sẽ ba em chăm sóc. Thập Bát, lời đề nghị của chị á, nhớ suy nghĩ kỹ nha. Làm giang hồ phải có anh em, còn làm đẹp phải đến Seoul Spa. Phú quý lên cho trời, trải qua nhiều lần gặp biến cố. Bất công ở trên đời, tao vẫn ung dung tự tại. Dù nói không nên lời, trước những thân chăm cuộc sống. Không biết nên khóc hay nên cười, công lý ngày càng biến chất. Đồng tiền và quyền lực, công bằng ngày càng biến mất. Giữ uy danh và sự thật, mọi người tranh giành miếng đất. Bằng mưu kế và kiến thức, những kẻ thức thời là tranh tân kỳ. Chỉ chờ thăng quan và tiến chức. Hát mặt lực đạo, tao vẫn cô độc chấp nhận đi sửa và lằn ranh. Một khi đã đi thì không được lùi, phải đẩy tiến độ ngày càng nhanh. Quyết tâm trở thành bậc đàn anh. Vượt giao những từ qua cầu lúc bán thì ép phân tranh trong xã đoàn. Bao năm chờ đợi thì cơ duy nhất trước khi hồ sơ kia nhắm. Cái ngai vàng vua vẫn đang ngồi. Và những cái tưởng mình là thợ săn hóa ra lại chính là con mồi. Nhưng chị sơn tính bông thể đứng thân đồng mã không được luôn.
mưu trí và dùng quyền lực cho cả chi thức bao lần bị vô và đường cùng không ai cho ta một lối thoát lần cuối ta thấy công lý trước mặt quay lưng ta đi một lối khác sẽ lầm đi theo ta từng bước bắt ta phải chạy cho thật nhanh muốn lại bao lần đi nữa vẫn nhớ cái tên bị lông là bậc danh mắc kẹt trong sự phân tranh giữa lằn ranh cái thiện và ác hành động đối lập suy nghĩ kể cả lời nói trên miệng là khác đôi lúc chỉ muốn buông lời và tìm đến vì nắng là men ngày càng lún sâu vào trong cuộc chơi hòa quyện lẫn lộn giữa trắng và đen dẫu biết rằng sai nhưng vẫn đi tiếp vì chẳng có hướng đâu là đường lui phải thận trọng trong từng chi tiết dù là có lúc mình đang cười vui chẳng thể biết trước được tương lai câu chuyện quá khứ phải nhanh chóng quên không thể nhìn thấy được ánh sáng cũng không thể chìm trong bóng đêm ta nên đặt mình vào nơi nào đây bên trong vòng vây khi bản thân và quyền quyết định không còn giữ được bằng đôi bàn tay đồng tiền và cả quyền lực là công cụ làm việc thối tha khi sự thật bản chất công lý chỉ là vỏ bọc cho sự dối trá và có phải chăng con đường mình chọn là ngay từ đầu đã sai làm kẻ bất nhân hay công lý ta không thể chọn cả hai vẫn luôn cô độc trong sự nguy hiểm dù chẳng biết là thành hay bại như con chốt khi đã sang sông chẳng có đường hết luôn.